xin kính chào quý vị và các bạn Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành Lại là một ngày mới nữa rồi Vừa mới ngủ dậy còn nằm nướng ở trên giường Cầm lấy cái phone Đây là phá lệ đó các bạn Chứ đây là tối kỵ của mình đó Phải bước xuống khỏi giường rồi Đánh răng rửa mặt Sau đó mới cầm cái phone Nhưng mà suy nghĩ tới câu chuyện của Thủy quá nhiều Vì có thể ngày hôm nay là tập cuối Hoặc là kéo dài thêm chừng chút xíu nữa miễn làm sao để đăng được cho hết thì đăng còn nếu như mà cái app này nó thấy quá dài mà nó cắt của CC ra thì đành phải chịu thì đọc được một trăm mấy chục bình luận của các bạn CC cảm thấy rằng các bạn đã đồng cảm với Thủy và CC chia sẻ câu chuyện những lời bình luận của các bạn thật sự là quá đáng yêu các bạn đã giúp cho CC có thêm động lực các bạn đã mang đến cho Thủy những niềm yêu thương. Thủy nhắn tin cho mình là Thủy theo dõi CC mỗi ngày. Lúc đầu đó thì cũng có nhiều người chưa hiểu câu chuyện trách Thủy nhưng không sao cả. Nhưng càng sau này, cái sự thương yêu của quý vị và các bạn dành cho Thủy quá nhiều. Thủy nói từng câu từng chữ từ lời bình luận của các bạn. Thủy đọc, Thủy rớt nước mắt. Vì Thủy biết rằng và Thủy tin rằng tình người còn nhiều lắm. Nhưng chúng ta có duyên để gặp hay không? Để CC nói cho các bạn nghe luôn trong cái chuyến đi du lịch vừa rồi này của CC đó là có Thủy đi. Vé máy bay đã mua xong hết rồi. Gia đình Thủy đi bốn người. Đã hẹn nhau xong. CC qua bên đó được chỉ mới có 5 ngày. Thì ở tại Las Vegas Tivi, báo chí new lên là bắt buộc. Ngày thứ sáu, tức là chỉ còn hai ngày nữa thôi, là tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. bất kỳ ai cũng phải đeo khẩu trang. Thành ra đó là lý do gia đình của Thủy không thể đeo khẩu trang được. mình tiết lộ một điều này tùy các bạn suy nghĩ xem người đó là ai. Thủy phải đẩy một người trên xe lăn nhưng mà cái người đó là tuyệt đối không được đeo khẩu trang chỉ có thể đi được ở ngoài bình thường thôi còn đeo khẩu trang là sẽ bị cái gì đó thủy nói tiếng mỹ mình không có hiểu được cái đó vì người đó là người bệnh nhân thủy là chăm sóc cho người đó nếu mà ở bên đó không bắt đeo khẩu trang ai muốn đeo thì đeo không đeo thì thôi thì Thủy đi được đã mua vé máy bay xong hết rồi các bạn bút phòng khách sạn xong rồi chỉ còn có mấy ngày nữa là Thủy sẽ qua nhưng mà vì Las Vegas ra cái luật mới ngày thứ sáu phải đeo mà tới ngày thứ hai Thủy mới tới cho nên đó là lý do phải cancel coi như là giữa CC và Thủy vẫn chưa có duyên để gặp nhau ngoài đời gặp nhau nói chuyện với nhau hàng ngày yes Gặp nhau ngoài đời chưa gặp được. Đối với CC tất cả là một cái duyên. CC không có buồn. Nhưng CC muốn nếu gặp được Thủy, CC sẽ xin Thủy chia sẻ một tí xíu gì đó, không cần gương mặt của Thủy, chỉ cần giọng nói của Thủy thôi cũng được nữa. Để gửi lời cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Nói thật Thủy tâm sự riêng với CC nhưng mà CC cũng xin phép Thủy mới cho nói. Khi mà Thủy được qua Mỹ rồi đó. Thủy giống như là mình mới vừa chết đi và sống lại. Thủy là một con người khác hết. Và các bạn biết không? Thủy bây giờ yếu lắm. Thủy đã cho đi một trái thận của mình cho một người xa lạ vì trong lúc thủy ở bệnh viện, thủy biết được cái hoàn cảnh đó, cho nên là khi bà thủy sinh em bé đó, tháng sau như lời thủy hứa, thủy đã tặng một cái thận của thủy cho một người bệnh nhân và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp tục câu chuyện của thủy, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thủy anh sang và ông đài loan đi uống trà, những cái câu ông đài loan ông hỏi anh sang qua cái sự thông dịch của thủy là anh sang có muốn làm tài xế cho ổng hay không có muốn đi học hay không thủy thì trong lòng rất là vui mừng vì nếu anh sang nhận lời thì thủy sẽ luôn luôn được ở bên anh sang đã được sự bảo vệ của anh sang nhưng mà anh sang nói là thứ nhất anh Sang không về đó ở được Anh Sang có vợ Và anh Sang phải suy nghĩ Cho nên là làm cho Thủy Mừng thì rất mừng Nhưng cục hứng Lúc đó thì Thủy nói Thủy không nghĩ ra Nhưng trên đường đi về Thủy nghĩ ra liền Chắc chắn 100% là anh Sang sẽ không bao giờ làm việc đó. Không phải vì anh nghĩ rằng là mình là người tài xế không phải nhưng mà với cái bản tánh anh sang là anh chỉ có một người chủ duy nhất mà thôi đó là ông thầu sẽ không ai có thể lây chuyển được anh sang với cái cá tính của ảnh mà thủy nhìn thấy ảnh thương yêu ảnh bảo vệ ảnh lo lắng cho mọi người nhưng một người chủ duy nhất mà thôi nghĩ như vậy nhưng mà đúng Thủy suy nghĩ đã đúng. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy thì Thủy chuẩn bị đi học. Vừa bước ra thì thấy ông cũng đang đứng ở hành lang, ông cũng chuẩn bị đi làm. Thủy mới hỏi ông là hỏi tiếng Hoa giống như là ông khỏe không gì vân vân. Ông hỏi lại Thủy rằng là bạn có tin tin tức của các bạn của người anh bạn không? Anh ấy có đồng ý không? Tôi cần anh của bạn chăm sóc cái căn nhà này vì tôi sắp sửa phải có một chuyến trở về Đài Loan. Nghe thì ngạc nhiên Thủy mới hỏi là chừng nào ông đi? Thì ông nói là 6 tuần nữa ông mới đi. Cho nên là Thủy mới nói là tại sao ông lại cần anh của tôi? Thứ nhất là vợ ông ở đây. Tức là có bầu quá lớn, không thể ở một mình được trong khi nhà không có đàn ông. Thứ hai, Thủy cũng là phụ nữ. Hai người phụ nữ và ba người làm đều là phụ nữ trong gia đình này tất cả hiện tại là năm người phụ nữ không tài xế không đàn ông đó là không được đối với ông đài loan này thủy nói đó tất cả là ông đều kêu người dịch vụ tới làm tại vì kêu người ở dịch vụ đó ông trả tiền dịch vụ thì có chuyện gì thì dịch vụ đó họ sẽ chịu trách nhiệm ngoài những trường hợp ngoại lệ chứ ổng đâu có biết ai ổng quen với ai đâu mà ổng tự đi tìm tự đi kiếm dịch vụ giao người nào tới là ổng chỉ biết thôi nhưng mà đối với thủy thì khác thủy đã nhận anh sang là anh của thủy và ổng đã thấy được anh sang ở ngoài đời một người đàn ông trai tráng lực lưỡng có thể bảo vệ và gồng gánh cả một gia đình thì ổng mới nói là bạn hãy khuyên anh của bạn và vợ của anh ấy hãy dọn tới đây và ở chung với chúng tôi. Tôi cần sự hỗ trợ của anh ấy. Thì Thủy mới nói là tôi sẽ thuyết phục anh tôi. Thế là hai người xuống để đi làm. Thủy với ổng đi chung một taxi. Ngày hôm đó thì ổng nói Thủy là... Lúc đó là Thủy nói Thủy đi xe đạp Phượng Hoàng. Các bạn biết xe đạp Phượng Hoàng không? tại sao cái tên lại là phượng hoàng thì cc không biết ha nhưng mà nói chung là thủy nói thủy đi xe đạp phượng hoàng của trung quốc mà thủy nói cái thời đó cái xe đạp phượng hoàng trung quốc đó là cũng đắt tiền lắm cũng nổi tiếng lắm thủy đi học bằng cái xe đạp đó thì ngày hôm đó ông nói với thủy là không có cần phải lái xe đi ổng sẽ đưa thủy tới trường rồi sau đó khi mà thủy về đó thì thủy hãy bíp bờ cho ổng và ổng tới ổng đón thủy và ổng đưa thủy đi ăn luôn rồi sau đó mới về Thủy nói làm như là giống như lúc này Hình như là ổng đang dụ Thủy Để có được anh sang hay sao á Thế là Thủy đi học Ổng đi làm Đúng là trước khi Thủy về Thủy có nhắn tin Và ổng cũng đi taxi tới đón Sau đó ông đưa Thủy đi ăn Rồi ổng nói chuyện với Thủy rất là nhiều Ông nói Thủy là hãy ráng cố gắng để học và làm. Sau cái chuyến ông đi về Đài Loan trở lại Ông qua tới đây lại đó, tới Việt Nam lại đó, Ông sẽ sắp xếp Thủy vào làm ở một cái chỗ khác. Cũng là công ty của ổng, nhưng mà ở giống như là một cái cái khâu khác đó, nó quan trọng hơn một chút. Ăn uống xong, mọi người đi ra về. Đó, ở nhà, mọi người ngồi ăn đó. Thủy nói là thường thường thì ổng cũng hay cười, hay nói, hay hỏi. Nhưng mà từ cái ngày mà con nhỏ này nó bắt ổng làm đám cưới đó, rồi cái gì giống như nó cũng tự quyền hết á thì ông ít nói luôn thì trong cái bữa ăn đó nó mới nói rằng là nó muốn chuyển hậu khẩu về đây ông chỉ nhìn nó rồi ông cười ông nói là nó muốn chuyển thì nó cứ chuyển vì căn nhà này là căn nhà ông thuê mà chứ đâu phải là căn nhà ông mua thành ra thủy nghe thì cũng cảm thấy ồ oh, tức là nó không biết hay nó cố tình không biết nó muốn chuyển hậu khẩu về đó để nó chiếm lấy căn nhà đó hay là như thế nào thủy im lặng từ cái ngày đó ổng ít bao giờ cười lắm không bao giờ thấy nụ cười chỉ ngoại trừ ổng cười với thủy thôi mà con nhỏ này đó nó canh thủy ráo riết lắm nó không có cho thủy gần ổng nó rình rập nó làm đủ trò nhưng mà thủy nói là ổng với thủy vẫn đến với nhau mà đến trong sự lén lút tại vì ổng sợ nó buồn nó làm bậy thủy có hỏi ổng đó ông có thương đứa con trong bụng nó không ổng chỉ im lặng và cười ổng không trả lời thế là cứ như vậy ngày qua ngày thủy chờ đợi thủy nói đó nó nổi loạn lên lắm và gia đình nó đó lúc này đi tới đi lui rất nhiều nó mua cho hai chiếc xe honda thủy có nói tên cái hiệu xe honda mà mình quên rồi các bạn đi tới đi lui để thăm nó có một lần thủy đứng ở trên hành lang thủy nhìn xuống thì thủy thấy anh của cái con nhỏ mà thủy giúp á tới bấm chuông và nó xuống mở cửa cái người đó đó đưa cho nó một cái gói đồ ăn thì nó cầm và nó đi vào nhưng mà thủy lại không thấy nó ăn nó bỏ trong tủ lạnh không hiểu tại sao cứ mỗi một ngày là cái thằng đó đó thằng anh nhỏ đó đó cứ mang đồ ăn tới cho nó nhưng mà mang đồ ăn tới nó không có ăn ngày thì bò bía ngày thì gỏi cuốn bột chiên toàn là những món ăn chơi như vậy liên tiếp một tuần lễ thì bắt đầu thủy mới thấy là nó nói là nó thèm ăn kem kem ở đầu đường á có tiệm kem rồi nó thèm ăn bắp nướng nó thèm ăn này ăn kia hồi đó thì không bao giờ nó đi ra đường một mình nó đâu lúc nó bắt thủy đi theo lúc thì nó bắt cái con bé ở trên lầu xuống đi với nó nhưng mà những lần này nó hay đi một mình lắm Nhưng mà nó đi ra ăn hay gì đó một chút nó về thôi Nhưng mà đúng là chắc nó có ăn thì nó mới mua nó mang về được Nó mua cho Thủy Cho các bà bác đó rồi cho con bé đó Cho ba người Lúc đó thì đâu còn ông tài xế nữa cho nên không mua Nói chung là tiền bạc nó xài cũng rộng rãi lắm Nó ăn cái gì nó cũng nghĩ tới mọi người chứ không phải là không Nhưng mà ngày nào nó cũng đi Thành ra Thủy nghĩ là khi nó có bầu thì chắc em bé đòi thèm ăn này nọ thì nó ăn thủy không nghĩ gì khác hơn. Nhưng mà thủy chỉ nghĩ thắc mắc là đúng là có bầu á. Cho nên là nó đòi đủ thứ nó khùng nó điên. Nhưng mà điều làm cho thủy suy nghĩ là nó và cái thằng anh con nhỏ đó có mối quan hệ gì? Mà tại sao cái thằng đó ngày nào cũng phải mang đồ ăn tới cho nó? Thủy báo với anh Sang. Anh Sang muốn biết được giờ giấc của cái thằng đó tới. Thì Thủy nói đó, tới trong cái giờ đó thôi, nhưng mà không đúng những cái phút đó. Nó thường tới gặp con nhỏ này vào cái giờ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ rưỡi. Là trong cái thời gian giờ đó là cái giờ nó tới. Thì anh Sang anh biết. Từ cái ngày đó mà Thủy nhờ anh Sang anh sang đã đi theo dõi và anh sang đã biết hết nhưng chắc có thể là anh sang chờ chín mùi anh sang mới nói thế rồi hai tuần tiếp theo anh sang gọi thủy đi ra gặp chứ không có để thủy về nhà và anh sang đã nói cho thủy biết hết tất cả về cái con bé này nó như thế nào và cái thằng mà anh của cái con nhỏ Thủy giúp như thế nào. Anh Sang đã đi điều tra và anh Sang đã biết hết. Con bé này đó nó ra đời từ năm 17 tuổi. Nó bán chinh cho một cái người Đài Loan nào đó. Nó có một số tiền rất là khá lớn qua cái sự trung gian của má mì. Cái người má mì đó mà nhận nó là bà con gì gì đó là một cái người ở trong xóm của nó chứ không phải là bà con ruột thịt gì cả. Khi mà nó lên tới Sài Gòn, nó bán được cái đó của nó cho cái ông Đài Loan đó. Thì ổng thương nó và ổng nuôi nấng nó luôn. Nó đã đẻ cho ổng được một đứa con rồi chứ không phải là không. Và khi chia tay đó, ổng cho nó một số tài sản khá lớn. Và ổng đã mang cái đứa con đó là con trai về đài loan rồi và từ đó mất tin tức nó có nhiều tiền nó ăn xài phung phí và nó đã bước vào cái con đường nghiện ngập nó cập bồ và nó nuôi những cái người đó sau đó nó được sự chỉ huy của những người đó bán những cái đó ở những cái nơi nào nó đi chơi tới tức là nó đã ở trong một cái đường dây đó nhưng mà nhỏ nhỏ thôi như là người ta lợi dụng nó nó chơi cái đó thì nó bán cho vui thôi chứ nó không phải là ở một cái đường dây gì lớn cái đường dây gì lớn đó là chuyện khác khi mà nó được sự bảo bọc của cái ông đài loan đầu tiên nó ngoan lắm nó hiền lắm nó đi học bởi vậy tiếng đài loan nó mới giỏi như vậy Ông cưng nó như là trứng ngỗng, ông thương yêu nó vô cùng. Nhưng vì sau này ông phát giác được nó dính tới cái đó, ông bắt gặp tại trận lúc nó đang chơi cái đó, cho nên là ông mới bỏ liền ngay tức thì. Coi như là ông bỏ của chạy lấy người luôn. Thì từ lúc đó nó mới xa đọa. Nhà đó đó nó được thừa hưởng cái căn nhà đó của ông luôn. Nhưng mà chơi cái đó không những một mình nó mà nó cho cả nhóm nó luôn. Thành ra tiền nào mà chịu cho nổi, từ từ mới phải bán nhà. Rồi từ từ, tiếng tâm của nó cũng lừng lẫy lắm. Nó mới nhờ vả tới má mì. Và nó là người đã dắt mối, dẫn mối cho những cái cô bạn của nó, những người làm chung với nó đi đến với những người Đài Loan rất nhiều mà toàn là dân giàu và giới hạn sang không dân giàu ở bên đài loan qua đây làm ăn chứ không phải là cái dân mà nghèo nghèo qua đây kiếm vợ anh sang đã tìm gặp anh của cái con nhỏ đó đó là nằm trong cái đường dây đó là cái người người ta kêu đưa cái gì thì đưa người ta kêu làm cái gì thì làm anh của nó đó cặp bồ với bao nhiêu con lận cái bà má mì của cái con bé này nè cặp bồ với anh của con nhỏ này nhưng mà sau lưng bả đó thằng này nó còn cặp với nhiều con nai tơ lắm vì nó có được cái tướng mà mấy con nhỏ này thì mê đẹp trai mê có sự bảo vệ mì này bà nhắm mắt làm ngơ khi bà đã ghen mấy lần nhưng vì những cái đám nhỏ này nè những cái đám mà nó nằm trong tay của cái thằng này nó mang tiền tới cho bả với lại bà cũng biết là bà lớn tuổi làm sao bà ấy được với những đứa trẻ như vậy. Cho nên bà không để mất cả chị lẫn chài. Bà vẫn cặp nó, bà vẫn lấy nó, bà vẫn để cho nó đi lang thang với những con khác. Vì sao? Vì nó chính là nguồn tiền của bà. Nói tóm lại đó, thì anh Sang chỉ nói là con bé này nó hư, nó xa đoạn. Nhưng mà một điều chắc chắn là bây giờ nó đã trở lại cái con đường đó. Nó chơi hay nó bán hay nó giao cho ai thì không biết. Nhưng mà nếu cái thằng này mỗi ngày tới đưa một cái gói đồ ăn cho nó, mua đồ ăn dùm cho nó, tức là trong đó có cái đó là bây giờ nó không sanh được con trai nó không được sự yêu thương của ông này của ông đài loan này nó biết là nó không có gì hết chỉ chờ tới ngày đẻ xong là có thể ổng dứt dây nó hay là gì đó cho nên có thể nó dùng cái địa điểm này dùng cái nơi này hoặc là như thế nào đó để nó làm nơi giao dịch để nó làm một cái gì đó khi thủy nghe xong thủy sợ thủy nói rằng vậy thì như thế nào anh sang anh nói với thủy là bây giờ nếu nói cho ông nghe không được vì không có bằng chứng mà bây giờ đi theo dõi nó thì mình đâu phải là công an anh sang nói thôi cứ để xem tình hình như thế nào nhưng đối với thủy sao chờ đợi được thủy chỉ chờ đợi là mấy ngày nữa mình có bầu hay không thôi thủy nói tới lúc đó đó thủy vẫn còn cầu xin cho con có được đứa con này mặc dầu con sợ hãi nhưng chính cái đứa con này đó mà nó làm cho hai mẹ con của con không được an toàn tính mạng và có bất chắc xảy ra thì con xin dân hiến thân xác của con cho đức mẹ con luôn sẵn sàng dọn mình thủy nói đó đức tin thủy cũng mạnh. Vì Thủy nghĩ tới điều gì? Thủy rất là mạnh dạng để nói ra ha. Thế là Thủy biết được về con bé này rồi. Câu trả lời của anh Sang là không làm tài xế cho ông thầu các bạn. Nhưng mà anh Sang vẫn luôn đi bảo vệ Thủy. Ông thầu cũng không biết. Chỉ nghĩ là anh em họ thôi. Thủy nói, ông Đài Loan đó, ông cũng không mướn tài xế luôn. Ai muốn đi đâu tự đi taxi hay là xe đạp hay là tùy. Giống như là Thủy nghĩ đó là ông Đài Loan này, chắc ông cũng chờ con nhỏ này sanh xong là chắc ông cũng cao bay xa chạy. Thủy nghĩ như vậy. Rồi ngày ấy đã đến. Ngày hôm đó thì cùng ở một quán trà. Thủy, anh Sang và ổng. Ba người đang ngủ uống trà. Thì nó khoảng chừng 20 phút thôi. Tự nhiên ở trong người Thủy, Thủy thấy nó ọt ra một cái thủy nó không nhiều lắm chỉ biết là trong cơ thể mình trong bụng mình trong người mình nó ọt ra một tí gì đó thủy cảm thấy giật mình thế là thủy đi vào restroom toilet thì um, thủy nhìn ở dưới đáy quần của mình thì nó ra một cái gì đó màu hồng chứ không phải đỏ không phải là máu đỏ mà nó ra một cái giống như là thủy nói nó có một cái chất nhờn mà nó lại có cái gì hồng hồng chứ không phải là đỏ tươi không phải là máu nhưng mà hồng thủy sợ quá thủy không biết như thế nào nhưng mà bây giờ thì hai ông đàn ông như vậy thì thủy nói sao được rồi thủy biết như thế nào thủy sợ quá Thủy mới đi ra, Thủy mượn điện thoại của ổng. Thủy gọi về cho bà ngoại, chị Loan, chị Kiều để hỏi. Tại những người đó họ sanh đẻ rồi, bà ngoại nữa thì dĩ nhiên là bà ngoại phải biết. Thì những người đó khi họ nghe được, họ nói rằng là chắc chắn là Thủy đã có bầu. Nhưng mà bị ra như vậy thì không biết như thế nào. Nếu mà nó ra máu tươi, thì giống như là bị nghẽn kinh rồi bây giờ nó nó bọc ra thì nó sẽ ra kinh nhưng mà nó không nó ra cái hồng thì bà ngoại chắc chắn chính cái hồng đó đó là có bầu thế là bà ngoại nói là đi vào trong bệnh viện liền ngay tức thì vào bệnh viện từ vũ thì bà ngoại đó mới nói với thủy là cầm cái viết để ghi cái mã số bà ngoại cháu của bà ngoại là một người làm y tá ở trong bệnh viện đó coi coi có được cái sự giúp đỡ của cái cô đó hay không rồi bà ngoại sẽ chạy vào liền ngay tức thì chị kiều chị loan mọi người sẽ đóng cửa tiệm để chạy vào thì khi mà thủy nghe như vậy thì, thì lúc mà anh sang ngồi nói chuyện nhưng cái thái độ động tác cử chỉ của thủy là ảnh anh để ý hết trơn à thì anh biết chuyện anh nghe anh cũng nghe thoáng thoáng được anh biết chuyện thì anh mới nói thẳng với lại thủy luôn là em bị gì rồi đúng không à có liên quan đến đứa nhỏ đó thủy cũng nhìn chỗ mà thủy nói lúc đó người thủy nó quýu lên nó 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 rung mà thủy nói giống như là thủy thủy đứng không vẫn luôn tại vì thủy cũng chưa có bao giờ mà biết là mặc dù là đã sanh con rồi nhưng mà sanh bình thường đâu có bị gì đâu mà cái lần này thì nó áp lực ghê quá thủy sợ quá anh sang ảnh mới nói với thủy luôn nói cho ổng biết sự việc và ổng đi với anh Sang Đưa Thủy đi vào trong bệnh viện từ Vũ Nói là Thủy rung đến cái mức độ mà nói lấp bắp lấp bắp Tưởng nghĩa của cái tiếng Đài Loan nó cũng bay bổng đi đâu mất Thủy nói là vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Đài Loan Nhưng mà ổng hiểu Thế là Thủy nói hả à, Ổng mừng lắm Ổng mừng ra mặt ổng mừng lắm Ổng bế sốc Thủy lên luôn Và anh sang gọi taxi liền thì ngay cái quán trà đó là taxi nhiều lắm cũng tại vì ảnh gọi trên đường từ ở trong quán đi ra ảnh gọi thôi chứ thật sự cũng không cần phải gọi thì đi ra là ảnh mở cửa xe liền và đi vào trong taxi chở thắng một lèo tới bệnh viện từ vũ luôn thì à, vừa vào một cái là ổng thứ nhất là ổng là người đài loan cho nên là ổng người ta sẽ tiếp đón ổng hơn những người khác để chi để họ lấy được cái tiền của dịch vụ trước ha thành ra thủy rất là được ưu tiên rồi đi vô trong đó liền thì vừa vô thì cởi quần ra là bác sĩ đã khám liền như vậy thì bác sĩ không có nói gì cả nói thủy là bình an yên là không có gì nhưng mà báo tin vui là thủy đã có thai trời ơi thủy lúc đó thì ở trong này lòng thủy vui mừng nhưng mà nó qua một cái tấm màn rồi mỏng mỏng nhưng mà cũng nhìn thấy người ở ngoài đứng được cái chân rồi nếu mà ai đó thì cũng nhìn thấy được cái bóng người thì thủy nói đó hả thủy biết mặc dầu là qua cái màn đó ổng vui mừng thủy thấy đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống mà làm cho lòng thủy cũng vui còn anh sang thì anh to lắm anh đứng đó thì anh anh cứ đứng không thôi đâu có nhìn được mặt mũi thì nó qua cái bóng mà các bạn vì cái màn đó thì lòng thủy tự nhiên nhẹ nhàng thủy hỏi bác sĩ là thủy có bị nguy hiểm gì không thì bác sĩ nói là không thì bây giờ chờ chờ đã đi vào khám siêu âm khám gì đó một lát y tá xong xuôi kêu thủy mặc đồ vào và đi ra ra gặp ông Đài Loan và anh Sang Mọi người vui mừng Ông nắm tay Thủy thật chặt Khi Thủy ngồi xuống, ông đỡ Thủy nhẹ nhàng Khi Thủy đứng lên, ông nắm tay Thủy đứng lên Sau này anh Sang, anh nói với Thủy là Ông thương Thủy lắm Nếu Thủy được là vợ của ông thì Anh Sang nghĩ Thủy sẽ rất hạnh phúc Vì anh Sang đã nhìn thấy được khi mà bác sĩ báo tin là Thủy có thai, ổng giống như là một người mà anh Sang nói là như là một đứa trẻ nó mơ ước được một cái gì đó mà nó được bố mẹ nó cho. Anh Sang nhìn ổng vui mừng đến cái mức độ như vậy. Lúc đó Thủy nói là Thủy mang đôi guốc gót nhọn nhưng mà thấp không có cao. Từ ngày có bầu mang cho nó có tí xíu gót có ba phân à. Mà bắt đầu đi qua để đi qua phòng bên kia đó, phòng khác đó ông đã cúi xuống, ông cầm cái đôi guốc đó ông không cho Thủy mang và ông đã nhờ bệnh viện cho một đôi vớ mua cho gì đó và Thủy mang cái đôi vớ đó vào chân nhưng bước đi được có hai bước thì ông lại sợ trơn. lại cái nền gạch bóng loáng của bệnh viện đó gạch 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 bông á lại sợ thì té cho nên ông lại không cho mang vớ rồi ông lại nói với Thủy là lên lưng ông cổng Thì Thủy lại nói là không được Rồi cuối cùng thì Cái xe lăn á Ông để Thủy ngồi lên và ông đẩy Người ta kêu đi đâu Thì ông đẩy Thủy đi tới đó Y tá nói để y tá đẩy Người ta cố tình như vậy để làm chi Để người ta được tiền các bạn Nhưng mà chắc ổng vui mừng quá hay sao Ổng đâu có biết đâu cho nên là ổng không, ổng không có cho y tá nào đẩy hết á Y tá đi kế bên thì được Nhưng mà chính tay ông đẩy Ông lo lắng, ông săn sóc cho Thủy Nên là anh Sang anh đã lấy tiền Anh cho hai cái người mà Một người thì đẩy xe Mặc dầu là ông giành đẩy Thì người ta đi bên cạnh thôi Mà lúc đó là vô nước biển ha còn một người thì đẩy cái 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 cây mà có treo cái nước biển đó thành ra là hai người thì anh sang ảnh hiểu cho nên là anh cho hai người đã tìm tiếp thì những người đó còn chọc nữa Là đây chắc là đứa con đầu lòng Cho nên là ổng như vậy Thì anh sang anh chỉ cười thôi Anh cũng không nói gì Thủy vui mừng Thủy hạnh phúc Trong cái lúc mà chờ Thủy vào trong để siêu âm lại Thì ông đã gọi điện thoại về bên Đài Loan Vợ của ông vui mừng không thể tưởng được mà trong cái lúc đó đó thì vợ của ổng ở bên đó bị một cái gì đó cái lúc đó bả cũng đang nằm bệnh viện nhưng mà thủy nói đó cái vấn đề mà bả ra vô bệnh viện là thường lắm thành ra là 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 bình thường đối với ổng trong suốt bao nhiêu năm nay cho nên vấn đề bả nhập viện rồi bả ra viện là chuyện rất bình thường bả sống đó là chỉ nhờ thuốc với bác sĩ bả mới sống được thôi thì thủy cũng gửi lời chia buồn là ờ, bà vô bệnh viện như vậy như vậy đó cho nên đó là lý do bà không có qua khi thủy có thai được thủy nói là hạnh phúc vô cùng sung sướng vô cùng vì cái đó đó mà thủy tin chắc rằng đây sẽ là đứa con trai ơn trên đã ban tặng cho thủy đã ban tặng cho gia đình của ổng thủy tin thủy tin là điều đó thế là thủy nói ở trong bệnh viện cái gì ổng cũng đóng tiền ổng muốn xét nghiệm ổng muốn làm hết tất cả những gì mà bác sĩ có thể làm và chính ổng luôn ổng nắm tay thủy ổng đã cám ơn thủy và ổng nói rằng ổng biết chắc chắn đây sẽ là đứa con trai rồi thủy nói đó ổng hung lên trán thủy, ổng hung lên tóc thủy. nhưng cử chỉ thủy nói rằng thủy hạnh phúc vô bờ bến. thế rồi cũng xong một ngày hôm đó, một cái ngày mà thủy nói thủy nhớ mãi không bao giờ quên. lần đầu tiên thủy sinh em bé với chồng thủy. thủy chưa từng được chồng thủy lo lắng, chưa từng được những nụ hôn chưa từng được nói những lời âu yếm mà chỉ toàn là những cái lời nói của người bình thường ở dưới quê rồi thủy nói là nó muốn chửi nó chửi nó muốn nói thì nó nói rồi khi mà đẻ ra rồi đó thì nó cũng biết thủy là ai nó chỉ biết con nó thôi rồi nó vui nó mừng lúc đó rồi thì nó cũng đâu có thèm lo gì cho em đâu nó chỉ biết nó thôi con nó thôi Em mới sanh xong thì nhìn mọi người xung quanh vợ người ta đi tiểu thì người ta dìu đi vô nhà tắm, còn với em thì nó kệ em mày lết vô được mày lết mà không lết được thôi mày đái ở giường cũng được thì cũng sẽ có người tới dọn dẹp cho mày. Đó. Thành ra là thủy nói đó. Nghĩ nghĩ lại như vậy thôi thì mình thấy nó khác lạ thôi chứ thủy cũng không trách gì. Nhưng mà có cái sự so sánh là như vậy đó. Thế là mọi người đi về. Xe taxi dừng ngay cổng Bấm chuông người trong nhà ra mở cửa Con bé đó nó cũng từ ở trong nhà nó bước ra Nó nhìn thấy Thủy Tại sao lại đi chậm chạp Tại sao ổng lại phải dìu Tại sao lại phải có anh sang Thì tự nhiên nó phán cho một câu Bị gì má Sao đụng bà hả Đụng Mà còn lết về nhà được Vui ha Xong vô bệnh viện luôn cho rồi đi mẹ Thủy cười gượng thôi Cười rồi Thôi cũng chậm chậm bước vô Nó không nghĩ Thủy có bầu Mà nó nghĩ Thủy bị xe đụng Cho nên mới như vậy Khi mà nó nói một tràng như vậy xong rồi Thì Thủy cũng bước vô được tới nhà ngồi rồi Ông dìu Thủy ngồi xuống Ông ngồi bên cạnh Rồi ông mới nói với nó là ngồi đó Và nghe ông nói bắt đầu từ bây giờ trong nhà là phải nói tiếng đài loan không ai được nói tiếng việt khi có mặt ổng và ông hỏi nó từ cái lúc từ ngoài cổng bước vào cô đã nói những gì bằng tiếng việt tôi yêu cầu cô phải nói lại với tôi bằng tiếng đài loan tôi muốn nghe thì nó mới nói đó là những câu nó hỏi xã giao thôi ờ chị bị cái gì hoặc là cái gì cái gì nhưng mà anh sang biết là nó nói dối anh sang việt nam mà anh sang để ý anh biết hết nhưng mà thôi anh cũng đâu có thèm nói ra làm gì khi mà ngồi đó rồi đó ông gọi ba người làm xuống hai người lớn tuổi và cái cô bé nhỏ nhỏ đó vẫn ở đó đó thì ông mới nói là ngồi xuống tất cả mọi người ngồi và ông sẽ công bố một cái sự việc rất quan trọng. Mọi người ai cũng sợ hãi hết. Ngồi xuống. Thì ông mới nói rằng là Thủy đã có thai. Ông nói ngắn gọn lắm. Trời ơi, con nhỏ đó nó điên lên, nó nhảy giận lên, nó đứng lên và nó hắt cái ghế hắt ra thôi thì theo cái hướng nào thì hướng nhưng mà là tại vì gần ngay thủy trước mặt thủy cho nên nó hắt một cái là cái ghế nếu mà nó mạnh tay như người ta hay nó điên lên như người ta là chắc cái ghế nó vô người thủy rồi sang chỉ một tay thôi đã chụp lại được ngay cái thành ghế giận xuống một cái và ổng bước qua ổng nhìn thẳng vô mặt nó rồi sau đó ổng để tay lên vai nó thì theo thủy thủy nghĩ và thủy nhìn thấy luôn ông để tay lên vai nó chắc có thể là ông bóp cái vai nó cho nên nó cảm thấy đau và nó nhăn mặt lại rồi ông nói tiếng Đài Loan với nó là đừng có làm những cái gì mà có lỗi với thủy vì bây giờ thủy mới là người ông trân trọng nhất ông yêu thương nhất thì nó mới điên lên nó mới nói là nó mới là vợ của ổng thì bắt đầu ổng với nó mới gây lộn một trận tưng bừng luôn ổng mới nói với nó đó là ổng có vợ ở bên đài loan khi ổng qua tới việt nam ổng đã lấy thủy nhưng vì ổng và thủy có một lời hứa với nhau nếu thủy tặng cho ổng được một đứa con bằng cái tinh trùng của ổng thì ổng sẽ cưới thủy còn đối với nó chỉ là đẻ mướn không có giấy hôn thú và không có một cái hợp đồng gì cả nếu theo như pháp luật nó chỉ là một người ổng thương hại ổng cho ở nhờ mà thôi nó chỉ là một người gái ổng bao nó mà thôi Đừng làm những điều gì xúc phạm tới Thủy Đừng làm những điều gì để cho Thủy bị cái gì mà xảy cái thai này Là nó sẽ gặp cái chuyện giống như là rắc rối lớn Thủy nói Thủy nghe những cái lời đó Trời ơi trong lòng Thủy Thủy nói là Thủy không thể hình dung được Và Thủy nghĩ rằng trời ơi bây giờ mình lại có được một người nó bảo vệ cho mình rồi nhưng mà vì cái đó làm cho thủy lo lắng và thủy sợ hãi vì thủy nói rằng hình như là cái số của thủy người nào yêu thương bảo vệ lo lắng cho thủy rồi cũng sẽ mãi mãi ra đi mà không nói lời từ biệt thành ra thủy lại sợ tại sao không để cho sự việc nó bình thường nó trôi qua mà quan trọng hóa vấn đề làm cho thủy sợ vì bao nhiêu người rồi chắc có thể là do cái nghiệp của thủy cái số của thủy hay sao đó thì ổng uh, và nó gây lộn lớn lắm ổng mới đưa nó đi lên trên lầu và ông nói chuyện với nó cái gì đó thì thủy nói lúc trên hành lang trên đường bắt đầu đi lên lầu thì còn nghe nhưng mà vô phòng đóng cửa rồi thì không nghe nữa từ ngày đó ổng yêu cầu anh sang bây giờ coi như anh sang không làm cho ổng nhưng mà anh Sang Hãy bảo vệ người em của mình Giúp ổng 24 trên 24 Anh Sang muốn bao nhiêu tiền Ổng cũng trả Tức là anh Sang sẽ là người Đi theo Thủy bảo vệ thủy 24 giờ trên 24 giờ chứ ổng biết rằng là anh Sang đã từ chối ổng không làm tài xế cho ổng rồi cho nên là ổng không có nói tới vấn đề đó. Nhưng bây giờ hiện tại bây giờ sắp tới ngày ổng phải đi công việc cho nên là không thể để thủy một mình được mà công việc này ổng không thể đưa thủy đi được thật ra nó tới lúc đó đó, ổng mới cảm thấy ổng sợ là ổng sợ cái con nhỏ đó làm cái gì thủy thôi. nhưng mà thủy nó không hiểu tại sao mà ổng đinh ninh một trăm phần trăm luôn, ổng nói với thủy luôn, ổng khẳng định đứa con trong bụng thủy là con trai. cuối cùng thì thủy không dám nói vì thủy biết tính của anh sang, thủy chỉ nhìn anh sang bằng một cái ánh mắt cầu cứu anh sang, vì thủy biết chỉ có anh sang mới có thể là người bảo vệ mẹ con của Thủy. Nhưng vì anh Sang anh có một cái lời hứa gì đó. Cho nên là anh chỉ có một người chủ duy nhất thôi là ông Thầu. Cho nên là anh Sang anh nói là anh sẽ không có nhận lời bảo vệ cho Thủy gì cả. Thủy là em của ổng. Cho nên đó là trách nhiệm bổn phận ảnh phải bảo vệ một người em của mình mà không cần ổng phải trả tiền vì khi ổng trả tiền tức là anh sang là người làm rồi mà đã là người làm thì chủ họ nói gì mình cũng phải nghe nhưng mà đối với anh sang là không có người chủ thứ hai cho nên là cuối cùng thì anh sang giúp thủy cái bíp bờ luôn luôn đeo trên người thủy và anh Sang với Thủy có một cái dấu hiệu riêng. Không cần là Thủy phải viết nguyên một câu. Chỉ cần Thủy viết một cái ký hiệu gì đó là anh Sang sẽ có mặt. Thì giữa Thủy, anh Sang và ổng ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Cho nên nó là ổng là bái phục anh Sang gọi là sát đất luôn. Là một người không cần tiền, và không cần gì cả và một người quá trung thành với người chủ của mình các bạn có biết không chính ổng ông đài loan này nè đã mong được gặp người chủ của anh sang họ đã được gặp nhau một lần để trò chuyện với nhau vì ổng bái phục là tại sao ông thầu này lại có một đệ tử mà trung thành đến cái mức độ như vậy không bao giờ chấp nhận người chủ thứ hai. Dù có tiền bạc cũng không thể mua được anh sang. Khi mà ổng đưa nó lên lầu để trò chuyện với nhau. Ổng nói những gì? Sau cái ngày hôm sau đó, nó rất vui vẻ với ổng, vui vẻ với hết tất cả mọi người và nhất là vui vẻ với Thủy. Lần đầu tiên nó rót nước cho Thủy uống. Nó bưng cháo tới cho Thủy ăn nó luôn luôn nói chuyện vui vẻ lịch sự với thủy chị cần gì không chị muốn gì không chị muốn đi ăn gì không em đưa chị đi rồi này nọ bà bầu bự đưa bà bầu nhỏ đi ăn hai bà bầu nắm tay nhau đi ăn thủy nói tự nhiên không có bao giờ mà ăn cái bánh đúc ngọt uh, gì lá dứa đường gì đó thủy nói chưa từng bao giờ ăn cái đó cả nhưng mà tự nhiên có bầu đi ngang qua thấy rồi thèm ăn thành ra ngày nào cũng thèm ăn cái món đó mà chưa từng bao giờ biết ăn qua rồi thử một lần thèm luôn thì chắc có thể là có bầu cơ thể thay đổi thế là thủy với nó đó ngày nào hai chị em cũng nắm tay nhau đi rất thân nhưng mà tại sao nó lại thay đổi nó êm dịu nó dễ dàng nó dễ thương như vậy thì thủy nói thì không biết ngược lại đó nó lại lo lắng cho thủy nhưng mà thủy nói nó giữ thì nó vẫn giữ Ai mà nói cái gì nó sực lại liền à, nó không cần biết già trẻ lớn bé gì hết. Giống như cái cô đó đó cũng nói đó. Cô nói lén thôi là người ta có bầu như vậy không giúp người ta còn bắt người ta với tới lấy miếng giấy đưa chùi miệng nữa. Nhưng mà thủy nói thủy đâu có bắt đâu tự nó mà. Nó chùi miệng nó nó đâu chùi miệng thủy đâu. Nhưng mà ý của cái người người ta đứng ở đó đó Người ta nhìn thấy đó là Tại sao mà cái hộp giấy để tuốt ở bên kia Trong khi thủy thì không có bầu Mà nó nó với tay nó lấy giấy Thủy không chụp cái tờ giấy đó Để đưa cho nó Mà thủy cứ ngồi yên như vậy đó Rồi để nó cố tình nó với qua cái bàn kia Để lấy giấy Ý là như vậy Nhưng mà thủy nói đó nó không có cho thủy làm gì hết Nó cưng thủy như trứng ngỗng Thì tới một tuần sau khi mà nó nói lời chia tay với Thủy đó thì Thủy mới biết Nó nói với Thủy là Em sắp sửa dọn ra rồi Thủy mới hỏi là dọn, dọn đi đâu Nó mới nói chuyện rất tình cảm với Thủy Ông nói chuyện với nó Là Con thì là con của ông Nhưng mà ông là người Đài Loan Ông ở bên Đài Loan, ông chỉ qua đây làm việc thôi. Ông không thể nào đưa con của ông, tức là cái đứa con gái đó đó, với nó qua bên Đài Loan được vì vợ của ổng không muốn nhưng mà ổng nói thẳng cho nó luôn không ở với đứa bé thì giống như cái tình thương nó cũng không có nó hãy cố gắng để nuôi đứa con này cho nên ổng muốn rằng nó phải có sự lựa chọn ổng sẽ không bao giờ đứng tên khai xanh của cái đứa bé đó là cái thứ nhất khi mà thủy nghe xong thủy cũng rất ngạc nhiên Tại sao? Ông là cha nó mà tại sao ông không đứng khai sanh? Thủy Ngạc Nhiên thôi nhưng mà thủy không dám hỏi. Thì nó mới nói rằng là chị Ngạc Nhiên đúng không? Nhưng mà thôi để em nói cho chị nghe là tại sao ông không đứng khai sanh cho con em. Vì giữa em và ông là người đẻ thuê. Nếu em đẻ được con trai thì chuyện nó khác rồi. Thành ra thôi. Bù lại ông cho em một số tiền rất lớn. Em có thể xây nhà Em có thể lo cho con em Tới 18 tuổi Ngoài cái tiền bạc ông cho em xây nhà và tất cả Ông sẽ nuôi đứa con của em tới 18 tuổi Với một cái số tiền đó Có luật sư làm giấy tờ Cho nên vấn đề về con em em không quan trọng nữa Vì chưa chắc gì em nuôi được con em Ông nuôi con em cũng được rồi Mặc dù là ông không công nhận nó Nhưng ông nuôi nó Tới 18 tuổi Nó hư hay nó giỏi Là chuyện của nó Miễn là nó không thiếu ăn Nó không khổ sở như những đứa trẻ khác Là đủ rồi Còn đối với em Ông cho em nhà Và ông cho em tiền Ông cho em những thứ em cần Cũng đủ rồi Thì khi Thủy nghe như vậy Thủy cảm thấy thương nó vô cùng Thủy hỏi nó là có thương ổng không? Có tình cảm với ổng gì không? Nó nói là không. Ngay cái bước đầu tiên đã là không. Chỉ là một người đẻ thuê thôi thương cái con mẹ gì mà thương. Chỉ biết ổng có tiền, em cần tiền là đủ. Rồi sau đó nó với tay nó sờ cái bụng của Thủy. Thì nó nói là ổng mơ ước có con trai. Em cũng cầu mong cho chị sanh được con trai. Thủy nói đó, khó hiểu với con nhỏ này lắm. Lúc nó chửi nó cũng chửi dữ lắm mà lúc nó dễ thương nó cũng dễ thương, lúc mà nó biết nói chuyện thì nó cũng biết nói chuyện lắm. Thành ra vì cái ông cho nó quá nhiều tiền để cho nó ra đi đó. Thủy được ở đó bình yên. Cho nên là nó mới hiểu chuyện, nó mới biết. Cho nên nó bình thường với Thủy, nó chấp nhận lấy một số tiền khá lớn để nó ra đi. Thủy nói là Thủy còn nhớ là tới ngày 22 là ngày nó phải dọn ra. Ngày 19 là Thủy, nó và ổng đi ra gặp luật sư. Có luật sư Việt và luật sư Đài Loan. Ngay tòa đại sứ của Đài Loan. Làm một cái tờ giấy và ổng đã trồng tiền hay là gì đó cho cái vị luật sư đó và từ cái chỗ đó là giống như là kết thúc chấm dứt là ngày 19. Thủy nói Thủy nhớ như vậy đó, ngày 19 là coi như là xong. Nhưng mà còn phải cho nó ở đó chờ vài ngày nữa thì mới dọn. Với lại cái nhà của nó mua đó là hình như là phải chờ người ta sửa sang lại. 34 ngày sau thì nó mới có thể dọn vô được. Nhưng mà cái ngày đó là cái ngày đã ký giấy tờ tên nó luôn cái nhà đó đã thuộc về nó luôn rồi. Tức là Thủy bây giờ Thủy nói là chi tiết lắm thì Thủy cũng không có nhớ rõ được, nhưng mà Thủy biết ngày 19 là ngày chồng tiền cho nó và hết tất cả giữa nó và ổng chấm dứt trong ngày 19. Thì đi về ngày hôm đó nó mới ăn mừng. Thủy nói rằng ngày hôm đó là một cái ngày bình thường trong tuần chứ không phải là cuối tuần. Cho nên là chờ thêm một vài ngày thì nó mới giống như đi ăn mừng đãi bạn bè. Chờ tới ngày thứ bảy. Thì trong những ngày đó ngày nào Thủy với nó cũng rất là thân đi ăn đi uống chung mà rất là thân thương với nhau lắm. Thủy cũng nhận ra nó cũng là người tốt chứ không có đến nỗi nào tại cái miệng nó vậy thôi. Với lại cái cuộc đời nó thì nó không may, mắng như thủy, nó không gặp được nhiều người tốt. Thì cái ngày hôm đó là ngày 22 thì nó đãi một bữa tiệc chia tay với tất cả mọi người ở trong một cái club đó. Thì chắc chắn là phải có sự hiện diện của Thủy rồi. Có mời ổng nhưng mà ổng không đi. Thì ổng để cho Thủy và anh Sang đi chung. Mà anh Sang là người luôn luôn bảo vệ Thủy Chứ anh Sang không bao giờ đi bên cạnh Thủy Ở những nơi như vậy Anh Sang anh ở từ xa Anh nhìn anh theo dõi Giống như ông thầu vậy thôi Nhưng mà Thủy lúc này là yên tâm gì nó lắm rồi Thủy không có nghĩ gì đâu Thì chiều đó đó nó đi mua tặng cho Thủy Vài cái áo bầu Mặc dầu là bây giờ bụng còn nhỏ xíu chưa mặc được Nhưng mà sẽ mặc sau này rồi nó lại mua hai cái bóp thì nó bóp thường thôi không có bóp hiệu gì đâu thời đó làm gì biết bóp hiệu hai cái bóp giống nhau hai chị em xách với nhau thủy thấy nhỏ này cũng tình nghĩa quá được tối hôm đó bắt đầu mới đi các lớp đó trước khi đi nó đã dặn thủy rồi đừng có mang cái gì hết mình vào đó chị thì đâu có uống bia Chị cũng không cần mang chứng minh nhân dân cái gì đâu Xách cái bóp để làm đẹp thôi Rồi bỏ tí tiền Được rồi Thì rõ ràng là Thủy thấy nó cũng vậy Thủy cũng vậy Bỏ tí tiền thôi Chẳng có phải mang chứng minh nhân dân hay là gì cả. Việt Nam thì... Bên Mỹ thì đi đâu phải mang bằng lái. Nhưng mà Việt Nam thì hình như đâu có cần. Mà nhất là cái thời đó nữa cầm cái bóp để xí xa xí sọn là mình xách bóp thôi thủy bỏ trong đó một tí tiền thế là hai chị em trước khi đi thủy biết bờ cho anh sang rồi thì anh sang ảnh có nhắn tin lại là ok gì đó đi vô trong đó ngồi chơi thì thủy uống nước cam vắt nó thì có uống bia có uống rượu ít ít thôi uống là nó để nó nhâm nhi với bạn bè cho có chút bia chút rượu cùng với lại cái nhóm của nó mà thủy nói đông bữa đó đông nhưng mà thủy cũng sợ lắm là tại vì sao sợ lỡ có cái thằng mắc dịch anh của con nhỏ kia hay là như thế nào nhưng mà lúc này thì thủy lại được sự thương yêu bảo bọc là anh sang bảo kê thứ hai là ông thầu thương yêu thứ ba là con nhỏ này rời đi cho nên là tâm hồn thủy cũng bình an lắm thì Thủy nói ngồi khoảng chừng ba mươi mấy phút thôi. Đèn tối mà, đèn màu mà, sập sình sập sình tiếng nhạc. Thì Thủy mới thấy những đứa đó ở trong đó nó nó chơi cái đó đó. Nhưng mà con nhỏ này thì không, nhỏ này có bầu mà đâu có chơi cái đó. Nhưng mà Thủy cũng quan sát, Thủy nhìn thì Thủy thấy tụi nó tự đâu nó có hay là gì đó chứ. Con nhỏ này đâu có đưa gì đâu không có. Thủy mới đi vào restroom thì khi thủy trở ra đó thì cũng ngồi một chút mới lấy cái bóp của thủy thủy đeo ngang qua người thì nó bóp cũng bằng khoảng gan tay thôi à thủy đeo qua người ta bóp của thủy mà trong đó có tí tiền thủy mới đeo vô trong người thủy luôn lúc thôi à thủy nó vài phút thôi tự nhiên đèn ở trong đó bực sáng hết lên và tiếp theo là âm 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 cảnh sát mà cảnh sát gì đó chứ không phải là công an đâu họ ấp vào bật hết đèn lên và mọi người phải giơ tay lên đầu trời ơi lúc đó thủy kinh hoàng luôn công an cảnh sát gì đó mà nói nhiều lắm nhưng mà không phải là công an mặc đồ công an đâu mặc đồ giống như là là lính lính hay là đồ gì á rồi đồ sinh viên áo sơ mi trắng này nọ nhiều lắm họ vào mỗi một người đứng trên những cái bàn cái, cái giống như là Mỗi một cái cái cụm một cái bàn như vậy là nó có một người đứng ngay tại đó và tất cả mọi người phải để tay lên đầu. Thủy đâu có sợ gì đâu? Thủy để đâu? Nó cũng phải để luôn, bé có bầu cũng phải để luôn. Thủy nghĩ mình có làm gì đâu sợ? Có gì đâu sợ, không sợ gì. Đó. Thì Thủy nói cái người áo trắng đó đó, Thủy nghĩ là cái gì Thủy nói với mình cái chữ cái gì công an đặt đặc quyền đặt gì, gì đó. Thì hình sự hình sự công an hình sự mặc áo sinh viên áo 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 sơ mi đó sơ mi trắng á rồi thêm những người khác mặc đồ lính lính nữa rồi cũng có công an mặc thường phục nữa họ thấy cái bíp bơ của thủy đeo ở gần ngay bụng á lúc đó bụng thủy còn nhỏ xíu à thủy vẫn còn mặc skate ngắn lắm và đi cái đu gút, tí tẹo tẹo teo thôi cái gót nhỏ xíu xíu chừng vài phân thôi họ mới tịch thâu cái bíp bơ đó của thủy ngược lại cái bóp kia đó thì lại nằm ở trên ghế không có trên người cái bà bầu đó hai cái bóp giống nhau ha công an làm việc hết bàn này tới bàn kia rất là nhiều luôn rồi sau đó bắt đầu nó đưa ra xe nó thứ tự nó đưa người 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 đưa ra xe nhưng mà tự nhiên hai người công an hình sự khác tới ngay bàn của Thủy Thì có một cái thằng đó đó Nó đi tới bàn của Thủy Và nó chỉ vào Ngay cái chỗ Thủy và cái cô cái con nhỏ bầu ngồi sát nhau Nó chỉ vào như vậy thì không biết là nó chỉ Thủy hay nó chỉ con nhỏ bầu thì không biết Nhưng mà Thủy nói thì chưa từng bao giờ biết mặt cái thằng đó Nhưng mà không nó chỉ vào cái bóp đó chứ không phải nó chỉ vào thủy và con nhỏ bầu Thế là cái người hình sự đó đó, Thủy đang để tay lên đầu, họ đi tới, họ bé hoặc tay Thủy ra đằng sau mà Thủy nói trời ơi, Thủy tưởng tượng là gãy cái cánh tay ra luôn, mạnh tới cái mức độ như vậy đó vì người ta sợ Thủy phản ứng. Thủy hét lên một cái, gục đầu xuống, nó bẻ tay Thủy ra sau và nó còng tay Thủy lại liền. Khi mà còng tay thủy lại thì vướng cái dây của cái bóp. Cuối cùng nó phải tháo cái tay thủy ra rồi gỡ cái dây ra rồi mới là lấy cái bóp ra. Khi nó lấy cái bóp ra nó mở ra các bạn biết ở trong đó 32 viên nằm trong đó. Nó mở ra nó đổ ra bàn nó đếm 32 viên nằm trong đó thủy không hề biết gì cả. Nhưng mà cái tội của thủy là cái tội cái bóp đó nó nằm ở trên vai của Thủy Nằm trên con người của Thủy Thế là Thủy nghĩ rằng Mình bị con nhỏ này chơi Nhưng mà vì hai cái bóp Quá là giống nhau Thủy ở trong restroom đi ra Đèn mờ mờ tối tối thì không biết Thủy cứ nghĩ cái bóp đó là bóp của Thủy Cho nên Thủy choàng lên cổ Nhưng mà bao nhiêu năm trời Trong lòng Thủy vẫn nghĩ là nó hại Thủy nhưng khi thủy qua được tới Mỹ rồi Và nó cũng đã qua được bên nước ngoài Nhưng mà không nói nó ở nước nào nha các bạn Thủy nó không nói ra được Thì thủy mới biết được là Nó không cố tình hại thủy Mà tại vì cái nghiệp của thủy Cái số của thủy Bị như vậy Chứ thật ra nó mua cái đó là để nó đãi bạn bè nó Các bạn thấy không? Bởi vậy khi mà cái chuyện nó không may nó xảy đến rồi thì cái gì nó cũng đến được các bạn thật sự là quá sợ hãi khi mà còng ngược cái tay ra sâu đó thì chắc có thể thủy đau quá vì thủy bị nó bẻ một cái là thủy nói trời ơi cái cánh tay gần như muốn rụng ra thì thủy mới xin con nhỏ này nó định hả miệng ra nó nói một cái câu đó gì đó giúp cho thủy nhưng mà nó vừa hả miệng ra thôi là nó cũng bị cấm không được nói im lặng cho nên im nhưng mà thủy đau quá đau đến mức độ mà nước mắt chảy rất nhiều thủy mới xin cái ông công an thường dân thôi đứng bên cạnh thủy xác nhất luôn đó. là tay tôi đau quá có thể cầm tôi ở đằng trước được hay không nhưng họ cũng không tới khi đưa thủy ra xe ngừng ngay trước cửa đó đó Thủy biết anh Sang đã tới rồi Nhưng mà bảo đảm là anh Sang không vô trong Hay anh Sang ở đâu đó không biết Anh Sang thì anh giỏi những cái vụ này rồi Cho nên Thủy ra thì cố tình Thủy nhìn Coi coi anh ở đâu Thì Thủy thấy được anh Thì cũng vừa ngay cái lúc đó Thì cái người công an đó chắc họ nói giúp như thế nào đó Cho nên người ta mới tháo còng tay cho Thủy Mà Thủy nói lúc đó ghê lắm Sợ hãi lắm lúc mà họ tháo còng tay thủy ra đó là có một người công an hình sự giống biết nữa mà 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 thủy lúc đó rối rồi đâu có biết là đàn bà chứ không phải đàn ông. Người thì tháo tay, người thì ôm lấy eo của thủy mà hai ba người ôm, không biết họ ôm cái gì thủy sao mà thủy chạy cho nổi trong cái lúc đó mà ôm chặt lại dữ lắm rồi mới là, là là, nắm tay thủy thật là chặt luôn rồi bé ngược lại một trước rồi, rồi 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 đưa tay vào còng còng lại lúc đó anh sang nhìn thấy thủy bị còng tay lại cặp mắt của anh sang chắc không rời thủy lúc đó đâu nhưng mà thủy thì nhìn anh sang để biết thôi và lãng đi chỗ khác vì thủy nghĩ rằng biết đâu tụi nó cũng theo dõi ánh mắt của thủy vì nó nghĩ rằng là thủy buôn bán cái đó thì chắc thủy sẽ có đồng lõa đồng loại gì đi theo gần cái gì cho nên thủy chỉ nhìn thấy anh một lúc là là thủy biết rằng là anh đã biết sự việc rồi và cũng cầu mong cho anh tránh đi được cho nên thủy lãng chỗ khác thì vì cái ánh mắt thủy lãng đi chỗ khác mà thủy mới nhìn thấy được trời ơi cái thằng trời đánh kia nó ngồi trên chiếc xe không đa ngay đó thế là chút thôi Họ đưa Thủy vào trong xe ngồi Lúc đó thì đi qua rồi Không còn thấy được anh Sang nữa Cũng không thấy cái thằng mắc dịch đó nữa Nhưng mà cái con bé bầu đó đó Cũng bị đưa đi Khi họ đưa Thủy tới đó đó Thủy muốn nói cái gì cũng không được nói Chỉ là một chữ im Cấm Chưa tới lúc mày phải nói Mày không được nói Chúng tao không hỏi Thì mày không được quyền nói Thủy nói đó khát nước muốn đi tiểu nó không cho thủy nói thủy phải diễn tả phải giống như là mình là một người câm dùng bằng tay thành không cho nói thủy nói đó mặt đại quá quýnh quán lên luôn nó không cho nói há miệng ra là chỉ với miệng câm nó nghe nhưng mà nó không thèm trả lời, câm im câm, cho nên là thủy vén cái váy của thủy lên, chỉ chỉ đái đái đái, chỉ 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 vậy vậy á, thì nó sợ đái ra nhà. Lúc đó là thủy nói là nó chỉ bỏ thủy vô cái chỗ đó thôi là một cái phòng nhưng mà cái phòng cũng có cái cửa nhưng mà không phải cửa sắt không phải là cái chỗ giam tù á, cái chỗ đó giống như là cái chỗ để làm việc đó, chờ người tới làm việc xong mới đưa thủy đi vô đâu đó thì nó sợ đái ra đó nó phải lâu làm sao cho nên là nó dẫn thủy lúc nào tay thủy cũng phải còng thì đi vô tới nơi cái quần á cái tay thủy quẹo qua một chút thì thủy chỉ kéo đường trước nhưng mà làm sao mà kéo được hết cái quần xuống được rồi cuối cùng thì cái con nhỏ công an đó nó phải kéo quần xuống cho thủy rồi thủy đái xong thì nó kéo quần thủy lên thì nó mới làm ghê rợn hết rồi Thủy ra xin nó nước uống Thì nó mới nói với Thủy là Mày uống nước làm chi? Mày uống nước để mày đi đái nữa hả? Nó không cho Thủy uống nước Thủy nói đó Thủy phải tự Dùng cái cuốn họng của mình Để ứa ra nước Rồi sau đó nuốt lại Thủy nói đó Những ai chưa ở tù Mà dính vào một cái tội như vậy đó Thì chắc không hình dung ra được đâu ghê sợ lắm họ đối với mình ghê sợ vô cùng chứ không phải như những cái tội bình thường mặc dầu là mình có tội hay chưa có tội họ không cần biết cả nhà ơi cc cố gắng kết thúc câu chuyện của thủy trong vòng 30 tập cái tập này cc làm dài tới một tiếng 47 phút nhưng á nãy giờ cc giận lắm cc download bao nhiêu lần làm đi làm lại bao nhiêu lần đều không được nó cho cc làm nhưng mà không download lại được cho nên là cuối cùng thì nó tự động nó cắt của cc ra làm mấy khúc cho nên là cc không gửi lời chào tạm biệt các bạn được thì bây giờ được khúc nào hay khúc đó cc tạm ngừng ở đây đi ha đang giữa chừng nhưng mà phải ngừng tại vì nó không cho cc làm thêm một tí xíu nào nữa cả cho nên là ngừng tại đây và các bạn hãy ráng cố gắng chờ cc thêm một ngày nữa đây là cái cuối cùng kết thúc câu chuyện của thủy tất cả chúng ta ai cũng mong đợi cái kết cuộc nó như thế nào cc xin lỗi các bạn cố gắng hết sức nhưng mà tại vì cái app này cc làm nó không cho cc làm quá dài như vậy thành thật xin lỗi quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn tiếp tục vào ngày mai